Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cất tiếng hát chống giặc Mỹ, Vy Oanh gào thét xin giặc cứu đời khỏi nanh vuốt cách mạng. Ca sĩ Vy Oanh là một trong những người bị bà Nguyễn Phương Hằng đâm đơn kiện lên tòa án. Phía nghệ sĩ cũng không vừa, cũng đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt trước, việc này tưởng chừng như bà Hằng đã thua. Mặc dù vậy, sau khi bà Hằng bị bắt một năm, nhóm kiện bà Hằng bắt đầu bị khởi tố. Ban đầu là nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, tiếp theo là luật sư Trần Văn Sĩ, hai trong số những người chiếm với bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt tạm giam. Vy Oanh đang cầu cứu chính quyền của Đảng Cộng sản. Mới đây, cô Vy Oanh đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập và sau đó là cô đã gửi đơn cầu cứu chính quyền của Đảng Cộng sản. Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội thì chính quyền đã có lệnh cấm xuất cảnh với ca sĩ này, mặc dù cô chưa bao giờ xác nhận điều này và cả báo chí cũng chưa thông báo. Nhưng mới đây, cô làm một clip cùng với các con cầu cứu chính quyền Mỹ cứu cô, làm cho cộng đồng mạng xôn xao. Vì thế, người ta càng thêm nghi ngờ lệnh cấm xuất cảnh là có thật. Nếu không có lệnh, cô cần cầu cứu như thế để làm gì? Ca sĩ Vy Oanh là ca sĩ thường hát nhạc cách mạng, tức là nhạc của Đảng Cộng sản. Cô thường đội mũ tai bèo và bộ đồ xanh thanh niên xung phong của Cộng sản, hát bài hát chống Mỹ. Trên mạng lan truyền rằng ca sĩ Vy Oanh đã mặc áo thanh niên xung phong, đội nón tai bèo và hát bài hát hành khúc ngày và đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, trong đó có đoạn pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, phát trên truyền hình. Dù hát nhạc chống Mỹ nhưng Vy Oanh vẫn sang Mỹ định cư và hiện nay cô đã có thẻ xanh. Vy Oanh chống Mỹ rồi lại cầu cứu Mỹ. Miệng nói một đường nhưng chân lại đi một nẻo là bản chất của con người cộng sản. Ông Nguyễn Tấn Dũng miệng vẫn chửi Mỹ là giặc nhưng đã cho con cái sang Mỹ để du học. Ông Vương Đình Huệ cũng như vậy, cũng cho con gái rượu của ông là Vương Hà My đi học tại Mỹ. Ca sĩ Vy Oanh cũng tương tự như thế, miệng thì cô ra giả hát các bài hát chống Mỹ, nhưng cô cũng chọn Mỹ làm nơi cô muốn sống. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là vong ân bội nghĩa. Họ đã dụ biết bao nhiêu sinh viên miền Nam theo họ, rồi sau năm 1975 họ hất ra rìa những con người này. Bởi họ cho rằng chỉ cần sống ở miền Nam trước năm 1975 thì đều là thành phần nguy hiểm và họ phải loại bỏ, tha loại nhầm còn hơn bỏ sót. Chính vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay các ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam hầu hết đều nịnh chế độ này. Tuy nhiên họ không biết rằng Đảng Cộng sản chỉ dùng họ như công cụ. Nếu cần thì họ sẽ vắt chanh bỏ vỏ mà không hề thương tiếc gì cả. Những ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh được xem như là văn công của chế độ và họ cũng đang ỷ lại điều đó. Chính Đàm Vĩnh Hưng tưởng rằng mình là công thần của chế độ, là vua trong lòng khán giả nên đã xưng đế trong bộ phim mà ca sĩ này dự kiến sản xuất rằng Đức Vua Hào Quang Chói Lọi. Tuy nhiên Đàm Vĩnh Hưng quên rằng anh ta đang là cá trong chậu. Nếu làm lố thì họ ra tay triệt hạ bằng điều luật số 331 ngày. Sau khi viết thư cầu cứu chế độ không xong, Vy Oanh đã cầu cứu tới Mỹ, quốc gia mà cô mở miệng ra hát những lời miệt thị gọi là giặc Mỹ. Cuối cùng cô ta lại la toáng lên xin giặc Mỹ cứu cô khỏi nanh viết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi mà cô đã dùng tiếng hát của cô phục vụ cho nó. Có thể Vy Oanh sẽ cùng vào tù với bà Nguyễn Phương Hằng hay chăng? Chơi với Đảng Cộng sản Việt Nam là chơi với cọp dữ, nó còn hơn cả con thú hoang đứng đầu chuỗi thức ăn, bởi nó biết dùng mọi tầng lớp xã hội làm công cụ. Khi nó thấy công cụ muốn dở cho, nó sẽ ra tay không hề thương tiếc. Chắc Vy Oanh không biết rằng trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã triệt hạ không biết bao nhiêu văn nghệ sĩ từng hết lòng phục vụ họ. Đó là vụ án nhân văn giai phẩm. Và xa nữa, ai giúp tiền cho Cộng sản nhiều bằng Nguyễn Thị Năm, nhưng rồi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giết bà bằng cách dã man nhất. Không biết Vy Oanh có hiểu lịch sử này hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Cất tiếng hát chống giặc Mỹ, Vy Oanh lại gào thét xin giặc cứu đời khỏi nanh vuốt cách mạng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tưởng chị đại Phương Hằng ngã ngựa, vua Đàm và nữ hoàng tử thiện đòi 88 tỷ đồng. Hiện nay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa chịu đưa bà Nguyễn Phương Hằng ra xét xử.
sau khi rất nhiều lần gia hạn lệnh tạm giam. Có thể thấy phía chính quyền đang muốn buộc tội bà Hằng nhưng xem ra không dễ như họ nghĩ. Thả cũng không thả mà xét xử thì cũng không. Cuộc chiến trên không gian mạng là cuộc chiến thị phi. Tuy nhiên những gì bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt được thừa nhận là có cơ sở. Việc bóc phốt ông Võ Hoàng Yên là cần thiết và điều đáng nói càng bóc phốt thì càng lộ rõ đường dây lừa đảo của ông thầy này đang vô cùng tinh vi. Đó là sự liên kết giữa ông này với các nghệ sĩ và dần dần câu chuyện đã lan sang các nghệ sĩ khác. Vào năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố ăn chặn từ thiện 96 tỷ đồng. Trước con mắt của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, họ cần phải hốt hết hai bên để tránh lộn xộn. Có quan chức dính dáng tới nhân vật mà bà Nguyễn Phương Hằng tố mạnh nhất, đó là ông Phan Văn Mãi, có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Được biết, qua trung gian là ông Võ Hoàng Yên, vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng đã tặng công trình hệ thống lọc mặn có công suất lớn cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân ở xã Châu Bình, huyện Rồng Tôm, tỉnh Bến Tre vào năm 2020. Thời điểm đó, ông Phan Văn Mãi là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Ông Phan Văn Mãi rất ngán ngại những buổi phát livestream trực tiếp bóc phốt của bà Hằng. Nên khi bà Hằng bóc phốt ông Phan Văn Mãi lập tức cho bắt bà Hằng. Tháng 8 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng livestream tố ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tức là vua Đàm, ăn chặn tiền từ thiện tới 96 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng đã lên báo phủ nhận, nếu Đàm Vĩnh Hưng bị vu khống thì tại sao anh ta không đâm đơn kiện Nguyễn Phương Hằng ngay lúc đó? Đây là vấn đề nghiêm trọng chứ không phải là chuyện đùa. Cũng vào năm 2021, cộng đồng mạng lại xôn xao chuyện ca sĩ Thủy Tiên trả được 17 tỷ đồng tiền nợ ngân hàng sau khi làm từ thiện. Câu chuyện làm từ thiện của giới nghệ sĩ là một vết đen. Nếu không bóc phốt thì tiền của rất nhiều nhà hảo tâm đã bị chiếm dụng. Lòng hảo tâm của những người tốt bụng đã không đến được những mảnh đời bất hạnh là bởi những con người nói làm từ thiện nhưng lại chỉ muốn chiếm dụng tiền của dân. Nghệ sĩ Hoài Linh sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo thì cộng đồng mạng cũng xác định anh ta đã quyên góp được 16 tỷ đồng nhưng không phát cho đồng nào cho người gặp nạn. Đây là nghệ sĩ rất dại dột, nhận tiền mà lại không làm từ thiện. Còn có nghệ sĩ cao thủ hơn, họ quyên góp và vẫn làm từ thiện, họ vẫn phát quà, phát tiền, họ rút bớt tiền đi, họ rút 10 đồng, họ làm từ thiện 5 đồng, thì không ai kiểm chứng cho được. Khi cộng đồng mạng chất vấn, họ trưng ra bản sao kê của ngân hàng. Tuy nhiên, bản sao kê chỉ cho biết số tiền gửi và rút ra trong tài khoản, mà không cho biết đồng tiền rút ra đã sử dụng vào mục đích gì. Khi bị chất vấn thêm, người ta chỉ ghi những dòng chữ bằng bút mực, được cho là đã chi, không có con dấu xác nhận, không một cơ quan uy tín kiểm toán. Đấy là mánh làm giàu từ chiêu trò làm từ thiện. Ca sĩ Thủy Tiên được cộng đồng mạng xác định ca sĩ này đã trả hết nợ ngân hàng tới 17 tỷ đồng sau khi cô làm từ thiện. Đấy chỉ là nghi ngờ của cộng đồng mạng, còn nghi ngờ này không được bao giờ giải thích cho thỏa đáng. Ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đang đòi bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường 88 tỷ đồng. Nếu không có những lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng thì chiêu trò làm giàu bằng từ thiện sẽ là mỏ vàng. Và kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt, mỏ vàng làm từ thiện khép lại và giờ chỉ còn là khe hẹp. Vào ngày 6 tháng 4, báo chí cho biết vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 88 tỷ đồng. Không biết có đòi được hay không, tuy nhiên có người đánh giá là đòi tiền bà Nguyễn Phương Hằng không hề dễ. Nghĩ bà Hằng ngồi tù mà tưởng bà đã ngã ngựa, có khi lại nhầm to. Bà trong tù đã đưa được một nhà báo và một luật sư chống bà vào tù. Hãy đợi xem câu chuyện sẽ đi về đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm d với bản tin Tưởng chị Đại Phương Hằng ngã ngựa, vua Đàm và nữ hoàng từ thiện, đòi 88 tỷ đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d.